Phương Hiếu xin kính chào quý vị khán giả. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ trực tuyến. Thưa quý vị, đau lưng mỏi gối, tê bì chân tay, đi lại các khớp phát ra tiếng kêu lục khục là những triệu chứng điển hình của bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp. Và trên thực tế thì nhiều người bệnh khi thấy xuất hiện các dấu hiệu trên thì dường như có vẻ chủ quan và cho rằng đây là bệnh của tuổi già, từ đó mà không điều trị một cách kịp thời và đúng cách. Đây chỉ là một trong vài trong số rất nhiều những sai lầm mà người bệnh thường mắc phải trong điều trị, khiến cho bệnh tình thường kéo dài dai dẳng và dẫn đến trường hợp xấu nhất là có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như là bị biến dạng khớp, teo cơ, liệt tứ chi hay mất khả năng vận động. Và để giúp cho quý vị khán giả nhận ra những sai lầm trong việc điều trị viêm khớp, thoái hóa khớp, chương trình Bác sĩ trực tuyến ngày hôm nay đã mời đến trường quay cũng như là lựa chọn một chủ đề rất hấp dẫn để giải đáp cho quý vị. Đó chính là sai lầm thường gặp trong điều trị viêm khớp, thoái hóa khớp ở người cao tuổi. Ngày hôm nay, vị chuyên gia sẽ cùng đồng hành với chúng ta sẽ được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Phương Hiếu. Dạ. Kính chào khán giả của chương trình. Và thưa quý vị, với sự góp mặt của các chuyên gia thì chúng ta sẽ có thể giải đáp được những thắc mắc trong việc người bệnh sẽ nhận thấy đâu là những sai lầm trong việc điều trị căn bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp ở người cao tuổi. Và đặc biệt, bác sĩ Sơn, một gương mặt quen thuộc trong các chương trình tư vấn, sẽ tiếp tục tư vấn tận tình để giúp cho quý vị hiểu thêm về sản phẩm chứa chiết xuất về thảo dược an toàn, hiệu quả trong điều trị căn bệnh lý này. Và thưa quý vị, tổng đài quen thuộc của chương trình cũng đã mở rồi, đó chính là 1-800-6802. Quý vị, nếu có các vấn đề về tình trạng đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, đừng ngần ngại nha, hãy gọi ngay đến số tổng đài hoàn toàn miễn cước này 1-800-6802 để được kết nối trực tiếp với vị chuyên gia của chương trình ngày hôm nay cũng như được giải đáp cặn kẽ về bệnh tình. Hiểu đúng bệnh thì mới trị đúng cách, phải không ạ? Còn bây giờ, trước khi bắt đầu chương trình, vẫn như mọi khi, Phương Hiếu và bác sĩ Sơn kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau. Quanh năm gắn bó với công việc buôn bán nhỏ lẻ tại chợ địa phương, cô Huỳnh Thu Thúy, 65 tuổi đâu ngờ có ngày những cơn đau nhức xương khớp lại ập đến, hành hạ mình. Tình trạng đau nhức cả ngày lẫn đêm, đi lại khó khăn khiến cô Thúy phải bỏ dở công việc buôn bán để tìm cách chữa trị bệnh. Mới đầu thấy hai cái đầu gối nhức mỏi thì cũng chỉ nghĩ là chắc bệnh của người già. Có tuổi rồi thì xương khớp nó cũng yếu đi. Nhưng mà sau đó thì triệu chứng đau ngày một nhiều hơn. Đi khám thì bác sĩ bảo bị thoái hóa khớp, có dịch trong khớp gối rồi. Có lúc hai cái đầu gối tôi đau lắm, sưng to kèm nhiều dịch. Mỗi lần cử động là cảm giác cái đầu gối nó giật lên đau buốt không tả được. Ngồi thì chỉ ngồi duỗi thẳng chân chứ không khoanh vào được. Đêm hôm đi ra nhà vệ sinh thì cũng phải nhờ người dìu đi, chứ không là đi tập tễnh có khi lại ngã. Hơn 5 năm sống chung với đau nhức xương khớp, cũng là từng ấy thời gian cô Thúy ăn không ngon miệng, ngủ không tròn giấc. Có lần hai cái đầu gối của tôi đau quá, đi không nổi, nghe người ta bảo lấy cây ngải cứu giả với muối đắp lên đầu gối để qua đêm. Tôi thấy cũng có đỡ lúc ấy, nhưng mà sao lại đau lại. Hễ có ai mách gì là tôi tìm đến, uống đủ loại thuốc, đủ thứ mọi cách, từ các loại thuốc bắc nè, thuốc nam nè, cho đến những mũi tiêm đắt đỏ giá cả triệu đồng một mũi. Trời ơi, xót tiền xót của lắm mà vẫn phải cố gắng để chạy chữa, để tìm lại sức khỏe cho mình. Vì cụ vẫn bảo, có sức khỏe là có tất cả mà. Phải khỏe thì mới tiếp tục công việc, mới kiếm tiền được. Thế nhưng mà kết quả thì cũng không được như mình mong đợi. Tôi cũng suy sụp tinh thần lắm. Nhiều đêm nằm nghỉ, nếu không chữa khỏi được, nhỡ sau này gặp biến chứng, phải nằm liệt một chỗ thì chết mất. Ai lo cho, con cái nó lập gia đình nó có ở gần mình đâu. Nghĩ đến đó mà nước mắt tôi cũng chảy ra đấy. Khi còn trẻ bán sức khỏe để kiếm tiền, đến khi về già thì lấy tiền mua sức khỏe. Có lẽ cô Thúy hiểu hơn ai hết ý nghĩa của câu nói này. Thế nên mặc dù có những lúc bi quan, nghĩ ngợi, cô vẫn chưa bao giờ từ bỏ ước mong tìm ra giải pháp an toàn, hiệu quả giúp điều trị căn bệnh đau nhức xương khớp đeo bám cô mấy năm qua. Quý vị khán giả thân mến, cũng như bác sĩ Sơn, chắc là chúng ta thấy sự bất tiện của cô Thúy khi mà bị thoái hóa khớp gối và tràn dịch khớp gối là như thế nào. Chính vì vậy mà cô Thúy có một cái mong ước nhỏ nhoi thôi, đó chính là được kết nối trực tiếp với bác sĩ của chương trình để lắng nghe sự tư vấn cặn kẽ hơn. Rõ ràng việc mà cô Thúy quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy cũng là một điều đáng quý. Dạ, bác sĩ sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối với cô Thúy ngay bây giờ. Tôi bị thoái hóa khớp 5 năm nay rồi. Có nhiều đợt đầu gối bị sưng to và có dịch. Gần đây thì các cơn đau dữ dội xuất hiện liên tục.
có cả xương tấy ở đầu gối nữa. Tôi lo lắng quá. Bác sĩ cho tôi hỏi bệnh của tôi sao không khỏi hẳn mà cứ tái đi tái lại như vậy. Liệu có phải tôi mắc sai lầm gì trong cách điều trị hay không? Bệnh của tôi liệu có gặp biến chứng nguy hiểm gì không ạ? Cái nguyên tắc điều trị là chúng ta chỉ làm giảm triệu chứng và làm chậm quá trình lão hóa, có nghĩa là làm chậm quá trình thoái hóa khớp mà thôi. Tuy nhiên trong cái quá trình điều trị này nó đòi hỏi sự kiên trì rất là nhiều. Và sự đòi hỏi như vậy nên chúng ta hay rơi vào những cái sai lầm mà hay thường gặp, mà đặc biệt là cô Thúy cũng có ở trong này. Cái thứ nhất là chúng ta hay chủ quan. Cái sai lầm thứ hai là thường thường là chúng ta không có tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc. Một cái sai lầm thứ ba là chúng ta hay có một cái thói quen là chúng ta sử dụng mà những cái thuốc của người bạn chúng ta hoặc là hàng xóm chúng ta và được tuyên truyền chúng ta lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau. Những cái mà sai lầm này nó sẽ làm cho bệnh của chúng ta ngày càng nặng nề hơn và đôi khi nó gây nên những cái biến chứng nguy hiểm cho cái hệ thống xương khớp của mình. Đầu tiên là cơn đau nó dai dẳng tái đi tái lại nhiều lần và nó làm cho chúng ta cái chất lượng cuộc sống của chúng ta bị giảm đi. Các cái cơ ở quanh khớp của chúng ta nó cũng sẽ teo đi và như vậy chúng ta vận động sẽ rất là khó khăn. Nếu chúng ta không điều trị tích cực nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Là các cái khớp của chúng ta nó sẽ bị thoái hóa dần đi và các cái khớp nó sẽ bị cứng nè, nó dính nè và nó hạn chế vận động. Do đó nó sẽ làm cho chúng ta, người chuyên môn sẽ gọi là nó tàn phế. Và đến một cái giai đoạn chúng tôi khi chúng ta phải tốn rất là nhiều tiền là đi phẫu thuật mà sau đó cái sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như là chúng ta mong muốn. Thì hiện nay những cái giải pháp từ thảo dược là những giải pháp đã được các nhà khoa học người ta quan tâm rất là nhiều. Thì một trong những cái nghiên cứu về cái cây móng quỷ cũng như vỏ liễu trắng thì cho thấy là khi phối hợp hai cái loại thảo dược này thì cho ta được cái tác dụng là giảm đau, kháng viêm và phục hồi sụn khớp rất là tốt. Và các nghiên cứu thì cho thấy là nó có hiệu quả trên 92,7% bệnh nhân là giải quyết được các cái triệu chứng đau nhức xương khớp, không còn có xương khớp nữa, là vận động một cách nhẹ nhàng hơn và tránh được cái tái phát những cái cơn đau. Dạ, cô Thúy ơi, cô còn câu hỏi nào khác không ạ? Bác sĩ ơi, tôi cũng nghe đến giải pháp điều trị đau nhức xương khớp từ thảo dược cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, nhưng phần dân tôi chưa dám dùng. Bệnh của tôi thì dùng cái giải pháp này được chứ bác sĩ? Có bị tái lại không? Thế thì trong cái quá trình điều trị của thoái hóa khớp thì như bác sĩ chia sẻ, thứ nhất là điều trị giảm đau, thứ hai là điều trị là phục hồi lại sụn khớp, thì chúng ta có nhiều giải pháp lắm. Trong đó nó có cái phương pháp được gọi là phương pháp điều trị bằng thuốc. Rồi cái thứ hai nữa, đến ở giai đoạn mà chúng ta không có những cái biến chứng rồi thì đôi khi chúng ta phải dùng cái phương pháp gọi là phương pháp phẫu thuật để mà thay cái khớp của chúng ta đi. Thế thì cái xu hướng hiện nay đó là để cho có thể giải quyết được những cái, nghĩa là hạn chế những cái tác dụng phụ không mong muốn cũng như là có thể đem đến cái hiệu quả cho bệnh xương khớp thì đã có sự phối hợp giữa các loại thảo dược. Và một trong những cái giải pháp đó là sự kết hợp giữa cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Thì cây móng quỷ và vỏ liễu trắng là hai cái thảo dược ở châu Âu đã được các cái nhà chuyên môn phát hiện ra từ lâu đời lắm rồi để sử dụng cho những bệnh lý xương khớp. Nhưng mãi đến thế kỷ thứ 18 thì các nhà khoa học ở Đức người ta đã nghiên cứu cho thấy là trong cây móng quỷ nó có một cái hoạt chất đó là hạt bagosite. Cái hạt bagosite này khi nghiên cứu thì cho thấy có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt. Do đó nó sẽ giảm đi các cái triệu chứng mà đau nhức ở xương khớp của chúng ta. Tuy nhiên bên cạnh đó nó lại còn có một cái tác dụng nữa là tác dụng là gì? Bảo vệ và phục hồi sụn khớp. Thông qua cái cơ chế là nó ức chế cái men mà phá hủy sụn khớp và đặc biệt là tăng cái sự tổng hợp collagen. Thì cái nghiên cứu tại Đức là vào năm 2003 đó, thì cho thấy là trên 614 bệnh nhân, cái hiệu quả giảm đau đó là tới 92,7%. Để cho phát huy cái tác dụng giảm đau kháng viêm thì các nhà chuyên môn người ta lại phối hợp thêm cái vỏ liễu trắng. Vỏ liễu trắng cũng là một cái dược thảo ở châu Âu và đã được các nhà khoa học người ta nghiên cứu cho thấy là trong đó nó có một cái hoạt chất đó là salicin. Salicin có tác dụng là giảm đau kháng viêm rất là tốt, nhưng có một cái ưu điểm là nó lại không có cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Nghiên cứu của cái salicin thì cho thấy là có cái tác dụng là giảm đau tới 96% và bệnh nhân hoàn toàn không phải sử dụng thêm thuốc giảm đau. Và khi nghiên cứu mà đối chứng với giả dược thì thấy nó tăng gấp 6 lần so với cái giả dược. Thì khi phối hợp giữa cây móng quỷ và vỏ liễu trắng thì các nhà chuyên môn người ta thấy là có được 3 cái tác dụng. Tác dụng đầu tiên là giảm đau, kháng viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Cái tác dụng thứ hai đó là nó sẽ làm cho giảm đi cái tình trạng tổn thương ở khớp như là dính khớp, cứng khớp và khô khớp. Và đặc biệt cái tác dụng thứ ba đó là nó làm cho là gì? Tránh tái phát những cái cơn đau.
Và như vậy lâu dần nó sẽ làm cho cái khớp của chúng ta nó được phục hồi lại và cái cơn đau nó ít tái phát. Xin chào bác sĩ và MC của chương trình. Tôi tên là Hồng, năm nay 62 tuổi. Tôi bị thoái hóa khớp gối khoảng 1 năm rồi. Đứng lên ngồi xuống khó khăn. Nhiều khi cái đầu gối cứng phải xoa bóp bằng dầu nóng một hồi lâu mới co duỗi đi lại được. Leo cầu thang khó khăn, phải vịn đi từng bước. Tôi có đi cái chỉ thì cũng đỡ, nhưng mà chỉ một thời gian. Cứ khi nào đau thì phải đi cái chỉ, thì tôi cũng thấy bất tiện, nên bỏ qua. Bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh của tôi uống thảo dược cây móng quỷ và vỏ liễu trắng có được không ạ? Thật sự ra cái nguyên tắc mà điều trị, ví dụ như chúng ta dùng thuốc giảm đau nè, chúng ta đi châm cứu nè, chúng ta cấy chỉ nè, hoặc là chúng ta xoa bóp, chỉ là những cái phương pháp mà giúp cho chúng ta giảm đi cái triệu chứng đau nhất mà thôi. Và cái nguyên tắc kế tiếp mà chúng ta phải điều trị đó là phục hồi và tái tạo xương khớp. Thì như vậy chúng ta mới điều trị tận gốc cái căn nguyên gây ra cái bệnh lý đau nhất của mình. Cô Hồng nên cố gắng là tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cô có được cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Khi chúng ta sử dụng từ 3 đến 6 tháng thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái hiệu quả điều trị và giúp cho cái hệ thống xương khớp của chúng ta được hoạt động một cách nhẹ nhàng hơn. Dạ thưa cô Hồng cảm thấy yên tâm chưa ạ? Vâng, chuyên gia tư vấn như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôi sẽ sử dụng sớm thảo dược chứa cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Chuyên gia cho tôi hỏi thêm là tôi nên sử dụng như thế nào để được hiệu quả tốt nhất? Để cải thiện cái tình trạng bệnh của mình thì trong vòng 2 tuần đầu á, thì cô sẽ uống cái liều là từ 3 viên buổi sáng và 3 viên buổi chiều. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cô là gì? Giảm đi các cái triệu chứng đau nhất nè. Ví dụ như đang sưng khớp thì nó sẽ giảm dần đi và cái cử động của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Sau 2 tuần trở đi thì cô có thể sử dụng là 2 viên buổi sáng và 2 viên buổi chiều. Và đặc biệt là sau khi nó đã giảm cái triệu chứng đau rồi đó, thì cái thời gian này là thời gian giúp cho chúng ta phục hồi lại cái xương khớp. Với cái tác dụng giảm đau và kháng viêm và cộng thêm tái tạo xương khớp thì cái xương khớp của chúng ta nó sẽ được phục hồi dần lại. Và khi chúng ta sử dụng từ 3 đến 6 tháng thì chúng ta sẽ thấy là các khớp của chúng ta cử động một cách nhẹ nhàng hơn. Chúng ta có thể là gì, các vận động của chúng ta nó trở nên là gì, không có còn đau nhức như trước nữa. Và các cái vận động nó sẽ được linh hoạt và cuộc sống của chúng ta trở nên là tốt hơn. Khi sử dụng như vậy thì cô cũng nên có thể phối hợp thêm những cái thuốc từ Tây Y. Thì khi sử dụng, cô cũng nên chú ý là chúng ta nên dùng với một ít nước ấm. Chúng ta có thể uống vào trước khi ăn 30 phút hoặc là sau khi ăn 1 tiếng. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái phát huy được cái tác dụng và an toàn trong quá trình sử dụng. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được một kết nối tiếp theo, kết nối trực tuyến về cái chương trình để đặt thắc mắc cho chuyên gia. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả này. Thưa bác sĩ, tôi bị thoái hóa khớp gối, viêm khớp gối 2 năm rồi. Lúc đầu tôi đi cắt thuốc nam, nhưng mà tôi uống sao mà nó thấy người nó mập lên 5kg rồi. Cái mặt nó sưng phù à, như là tích nước vậy đó. Nên là tôi ngưng không uống nữa. Kế tiếp là tôi xem trên TV thấy bác sĩ có tư vấn là về sản phẩm cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, nên là tôi đã mua dùng. Và tôi uống được 1 tháng thì tôi thấy cái lưng tôi nó bớt đau, khung xuống cũng không còn đau. Mà tôi bước đi hai cái chân tôi á, gối nó rất là nhẹ nhàng. Hai cái đầu gối nó không còn viêm đau như lúc trước nữa. Vậy thì thưa bác sĩ, tôi thấy tốt như vậy là tôi có còn phải cần uống nữa hay không? Và tôi có cần luyện tập gì thêm nữa hay không? Đây là một bệnh lý gắn liền với tuổi tác, do đó chúng ta phải kiên trì. Chúng ta không nên là tự ý sử dụng thuốc thì như vậy nó sẽ không có lợi cho sức khỏe của mình. Hiện nay thì đúng các nhà chuyên môn người ta chứng minh là những cái giải pháp từ thảo dược có cái tác dụng và an toàn, đặc biệt là đối với cái hệ xương khớp. Tuy nhiên nó đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ theo những cái tiêu chí để chúng ta có thể là gì, có được cái hiệu quả và an toàn khi sử dụng. Thứ nhất, cái sản phẩm đó phải có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bào chế bằng công nghệ hiện đại. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta tiện dụng và thứ hai là an toàn. Rồi bên cạnh đó thì cái sản phẩm đó phải có những cái thành phần phải được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh là có hiệu quả, phải được Bộ Y tế cấp phép và đã được các nhà chuyên môn người ta đánh giá là có hiệu quả tốt. Thì như vậy cô nên chú ý để chúng ta có thể lựa chọn giải pháp từ thảo dược, mà không nên sử dụng một cách là gì, không có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh cái sử dụng giải pháp từ thảo dược kết hợp với những cái phương pháp điều trị của thầy thuốc ra, thì chúng ta phải chú ý đến chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng. Thì đối với cái thoái hóa của khớp gối đó, thì bác sĩ khuyên cái hay nhất là chúng ta nên là tập thứ nhất là đi bơi. Thứ hai là chúng ta có thể tập yoga, một số động tác nó phù hợp.
với cái sức khỏe cũng như tuổi tác của mình. Và đặc biệt là khi tập như vậy thì chúng ta phải kiên trì. Bên cạnh đó, cái quan trọng lắm, cái khớp gối của chúng ta thì chúng ta cũng lưu ý là không nên đứng hoặc là ngồi ở những cái tư thế mà nó làm tổn thương cái khớp gối nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta phải làm việc ngồi xổm nè, hoặc là chúng ta đứng quá lâu thì chúng ta cũng nên chú ý điều này cô Nga nha. Với cái chế độ ăn cũng rất là quan trọng, cô nên chú ý là chúng ta không nên ăn quá nhiều chất béo ngọt, mà chúng ta nên tăng cường rau củ quả trong chế độ ăn, và đặc biệt là phải uống đủ nước, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hệ xương khớp, đặc biệt là hai cái đầu gối của cô, nó được phục hồi nhanh hơn. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô là sớm có được một cái hệ thống vận động, đặc biệt là cái hai cái khớp gối của cô được vận động một cách nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên ở đây cô bác sĩ cũng chú ý là khi sử dụng những giải pháp từ thảo dược thì cô nên kiên trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng, như vậy nó sẽ giúp cho cô có được cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho cô Nga, và nói đi cũng phải nói lại, thương cô Nga và thương cả những người đã tư vấn và chia sẻ những cái câu chuyện về các liều thuốc trôi nổi trên thị trường cho cô Nga. Còn bây giờ, để tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một tin vui sau đây. Giữa Sài Gòn ồn ả và náo nhiệt, ngôi nhà nhỏ của bác Lê Thanh Vân lại bình yên đến lạ kỳ. Mặc dù đã ở vào cái tuổi thấp thập cổ lai hy, thế nhưng những bước đi của bác vẫn còn nhanh nhẹn, linh hoạt lắm. Thật khó tin khi mới chỉ trước đó vài tháng, bác Vân phải đối diện với cơn đau dữ dội do thoái hóa khớp và thoái hóa cột sống lưng gây nên. Tưởng chừng những năm về sau sẽ phải nằm một chỗ, không thể đi lại được. Tôi tên là Lê Thanh Vân, năm nay 71 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây tôi làm giáo viên, công việc thì nhẹ nhưng mà nặng đầu. Chẳng nghĩ mình bị bệnh gì liên quan đến xương khớp cả. Cách đây 5 năm, tôi bắt đầu bị đau ở đầu gối, ở lưng. Nó đau dữ dội lắm, không đi lại được. Ngồi nhiều cũng đau, đi cũng đau, nằm cũng đau. Lắm khi nó đau dội cả lên đầu. Nói chung là khổ sở vô cùng. Tôi đi khám bác sĩ, kết luận là thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống lưng L1, L5, trong đó có một đoạn cong nhất và bị đau nhiều nhất. Đau nhức dữ dội khiến bác Vân không thể nào ngủ được, cứ vừa chợp mắt thì các cơn đau lại kéo đến. Nghĩ về những ngày tháng sống chung với bệnh tật, bác Vân vẫn còn cảm thấy rùng mình, và dường như cảm giác đau đớn đó chưa bao giờ bác Vân quên đi được. Bên cạnh bị thoái hóa khớp gối thì còn loãng xương nữa. Bác sĩ kê thuốc tây cho tôi uống và dặn tôi là chỉ uống giảm đau tạm thời lúc đó thôi. Khi tôi uống thuốc tây thì có lúc bị phản ứng phụ, nóng hết cả người, nổi mẩn, khó chịu trong người, trong bao tử, sợ quá nên uống hết đợt thuốc này là tôi dừng luôn, không dùng thuốc tây nữa. Nói chung là từ khi đau nhức xương khớp như vậy, nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống lắm. Đau quá là không chịu nổi được. Tôi nằm thức trong trong cả đêm để xoa bóp, đấm nhẹ vào chỗ đau. Có lẽ vì lý do đó mà tôi bị thêm chứng mất ngủ 3 năm nay. Tôi cũng suy nghĩ bi quan lắm. Trong lúc tuyệt vọng nhất, nghĩ rằng sẽ bị những cơn đau nhức hành hạ cả đời vì chạy chữa nhiều nơi không khỏi, thì bác Vân đã tìm thấy một tia hy vọng mới. Sau tất cả những bão giông của cuộc đời, điều còn đọng lại trong bác Vân có lẽ không nằm ngoài hai chữ sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, không còn bị những cơn đau nhức xương khớp hành hạ cả ngày lẫn đêm, cuộc sống của bác Vân thêm phần ý nghĩa hơn. Hôm đó, tôi ngồi xem chương trình các chuyên gia tư vấn về bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp trên truyền hình. Tôi thấy có nhắc đến thảo dược, cây móng quỷ, vỏ liễu trắng. Tôi ngồi nghe tư vấn cảm thấy quá tốt nên mua về sử dụng. Lúc đầu tôi sử dụng theo hướng dẫn thì tôi uống 3 viên một lần. Sáng 3 viên, chiều 3 viên. Uống khoảng 1 tháng thì tôi thấy tình trạng của tôi đỡ hẳn nên tôi uống liều duy trì. Sáng 2 viên, chiều 2 viên. Tình trạng bệnh của tôi càng ngày càng cải thiện đáng kể. Phải 70-80% khớp gối hết đau, hết tiếng kêu, đi lại nhẹ nhàng, linh hoạt. Chỗ đốt sống lưng mà trước bị dẹo hay đau, giờ thì hết đau, nhức dữ dội. Khớp gối đi lại bình thường. Chân có một đợt bị té xe, đau lắm mà giờ thì cũng gần như đỡ hẳn. Giờ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, phấn chấn lắm. Họ hàng trong gia đình tôi
Rồi hàng xóm khen là dạo rày trẻ rai. Hằng ngày tôi duy trì thuốc và vận động nhẹ nhàng, cảm thấy như mình chưa hề bị bệnh vậy. Còn bây giờ, gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với khung giờ quen thuộc này. Phương Hiếu và bác sĩ Sơn xin được gửi lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.